Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cái cây ngắn gọn một chút thôi. Chỉ là cái cây hạc vĩ ba cánh và mùi hoa nó rất là dị. Đấy. Cái dị đâu ạ? Rất là lạ, phải không? Rất là dị. Tại vườn nhà em nó cũng các loại. Và những cái cây như thế này á thì nó thuộc dạng dị, nhưng mà nó không phải là đột biến, nhưng mà nó không phải là dạng đẹp. Còn ví dụ như năm kính trắng hay là cây bướm ấy, nó là cây đẹp, hoặc là cây trắng ấy. Cây trắng hạc vĩ trắng ấy, rất là đẹp, đúng không? Nhưng cái này nó cây dị. Cái này thì nó nở ổn định nhiều năm rồi. Và nó cứ ba cánh này thôi. Đấy, các anh chị nhìn thấy. Cứ ba cánh và cái môi hoa nó không mở được. Đấy, một trong những cây đột biến dạng dị tật. Nhưng mà nó không phải là tật năm này năm khác, mà năm nào nó cũng thế. Đây thì cây này thì nó là cây hạc vĩ. Em vẫn giới thiệu sơ qua cho mọi người một chút về cái cây nó như thế này. Đấy, cái này nó có rất là nhiều bông nhé, chứ không phải chỉ một bông. Rất là nhiều bông. Anh chị thấy không ạ? Rất nhiều bông và còn rất là nhiều nụ. Đây, nó có rất là nhiều bông đang nở rồi. Đấy. Cái này thì nếu mà để mà nhìn về thân lá thì nó chỉ là một cái cây phi hạc vĩ bình thường. Đấy. Hạc vĩ thì nó có những cái đặc trưng như là thân rất là nhỏ, anh chị nhé. Thân nó chỉ tầm độ to khoảng 0,3 đến 0,5 cm thôi. Có thể to hơn thì cũng tầm 1 cm cùng thôi. Có nghĩa là những cây hạc vĩ Bắc ấy, thì là những cây to. Cái này thì thân nó nhỏ gầy. Cái này thì khả năng là một cây Lào, hoặc là một cái cây nhìn chung là không biết nó vùng nào, nhưng mà nó dị vậy nên là em sưu tầm, chứ còn không em cũng không biết nói chính xác nó vùng nào cả. Bởi về cơ bản là cây này trồng nó cũng không, nó không to, nó chỉ 0,3 0,5 mm có thể 0,7. Đấy. Thì cái cây thân nó khá vàng, khá đặc trưng của cái cây hạc vĩ Lào. Nhưng mà đây thì thân nó vàng, thân già ấy anh chị, già đây. Già nó xanh vàng. Mà thân nó khô, nó kiểu là dạng thân nó không phải là thân mập như là hàng Bắc đâu. Hàng Bắc cái thân này nó màu vàng hay màu xanh thì nó đều là căng mọng, trông nó căng mọng hơn. Và nhìn nó không gầy guộc. Còn hàng Lào thì thân nó hơi gầy hơn với hàng miền Trung. Thân nó gầy. Thân của nó thì cũng là thân khá xanh, nó như hạc vĩ bình thường á. Thân vẫn là thân tím, cổ có nhẫn, có khớp tím đấy. Các bác nhá. Lá của nó dòng chuẩn là lá hạc vĩ. Lá rất là nhỏ và nhọn. Đấy, các anh chị nhìn ạ. Thân lá của nó chuẩn đét là cây hạc vĩ luôn, chứ không thể là một cái cây em thì em không nghĩ nó là cây khác. Những cây này chắc chắn này nó là thân lá hạc vĩ rồi, kiểu hoa của nó thì nó cũng là xem với cái cây hạc vĩ. Đấy, nhưng cái là nó là một cái cây dị, nó là một cây đột biến dị, nó cũng rất là vui. Đấy. Nói chung là em thì sưu tầm các loại cây mà nó đột biến và dị lạ là em sưu tầm. Chứ cũng không hẳn là cái đẹp là em sưu tầm. Nhưng cái quan trọng là những cái cây mà nuôi được và dễ trồng ấy thì em mới sưu tầm. Còn những cái cây mà khó trồng hơn thì em không sưu tầm, kể cả là đột biến. Bởi vì sưu tầm những cây đó thì cái tỷ lệ chết nó rất là cao. Hà Nội thì nuôi nó khá là khắc nghiệt, nên là nó không được tốt, nên là khí hậu nó cũng khắc nghiệt ấy. Thế nên là em cũng không sưu tầm những cây khó trồng. Đây chủ yếu là những cái cây em chỉ sưu tầm những cây đột biến mà dễ trồng thôi thì em mới sưu tầm. Thì cái cây này thì nó là dạng ba cánh. Đây thì như bông này, anh chị thấy đây, bông nó rất là nhỏ, bông hạc vĩ rất là nhỏ thôi. Đấy, nó chỉ ba cánh và lưỡi nó cứ quăn queo và nó không nó nở ra, nó chỉ như này thôi. Đấy. Đấy, anh chị nhìn rõ khuôn bông ạ. Đấy. Thân lá của nó là cây hạc vĩ anh chị nhé, và nó có rất nhiều bông chứ không phải là chỉ một bông đâu, rất nhiều bông ba cánh. Tiếp theo đây quay đến cái bông này, cũng ba cánh này, bông sau tất cả đều là ba cánh anh chị. Đấy, tất cả đều ba cánh, nhưng nó có một cái là nó là dị biến và lạ. Và nó cả chậu này đây nó có cái nụ, thì em sẽ quay sang cái nụ một chút để mọi người cùng ngắm nó xem. Đấy, đây này, anh chị nhìn những cái nụ như này nhé. Thực ra thì cũng khó bởi vì cây đây này, nụ anh chị nhìn thẳng trực diện vào nụ này. Đấy, thì nó chia ba như kiểu là cái ấy, đúng không ạ? Nó chia ba như kiểu là đấy, chia ba này của mũi khế kiểu dạng đó. Đấy, chia ba thì nó đây, chia ba nhưng mà nó nở ra ở trong, nó không có hai cánh và nó chia đều, nó chia đều. Đấy. Còn ví dụ như năm cánh thì nó sẽ chia và nó sẽ chia khác. Năm cánh thì nó chia không đều bằng cái này và ở dưới nó sẽ có họng này. Đấy. Như cây này nó có ba cánh, họng nó rất là nhỏ. Đấy, đây là cái nụ của nó có này, nhưng ít.
cái nụ này của nó cũng dị và nó nhỏ và nó gầy guộc, trông nó rất là lạ. Nhưng cây này được gắn nở ra thì cánh nó khá là to nên là nhìn nó cũng rất là yêu. Nó dạng một trong những dạng đột biến, nhưng mà nó không phải là dạng đẹp, nó là dạng đột biến và hiếm thôi, chứ còn thì nó không phải là dạng đẹp. Nhưng mà đây nó cũng là một cây chúng ta cũng nên quan tâm, và nếu như anh chị mà có hứng thú sưu tầm cái cây dễ trồng hoa dị biến vui vui này thì chúng ta cũng có thể giao lưu. Cái cây hạc vĩ ba cánh này thì em chỉ giới thiệu ngắn gọn vậy thôi. Mọi người có thể tham khảo thêm một số những cây khác trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa, cũng như là một số những cái video về các loại cây lan đột biến, cũng như là cây lan rất là dễ trồng. Thường thì những cái video của em trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa chủ yếu là những cái cây dễ trồng thôi, và những cây hoa đẹp, lạ, độc dị các loại. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bác. Xin chào.